Dự án sân golf Glory tại xã Thành Công, thành phố Phổ Yên có diện tích gần 54 ha với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, bao gồm 3 khu vực sân golf với 18 hố, các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng phụ trợ. Ghi nhận của phóng viên, sau hơn nửa năm thi công, một đại công trường đang dần được hình thành. Các công nhân cùng hàng chục thiết bị máy móc đang triển khai dự án. Hiện tại đang tiến hành san lấp mặt bằng, tạo hình thô cho sân, xây dựng các công trình phụ trợ, tạo đường giao thông kết nối nội bộ. Ngày 1 tháng 7, trao đổi với phóng viên báo Lao động, ông Dương Văn Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Công cho biết, dự án sân golf được triển khai trên diện tích các xóm Nhe, Na Lăng 1, Na Lăng 2. Công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, bàn giao cho đơn vị thi công gần 50 ha, hiện đang tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành vào quý 3 năm 2025.